cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Văn Giả Đồng Quê. Chào cả nhà, cái tay bỏ xong rồi, không có chào. Chào cả nhà. Hôm nay rất là vui luôn á bà cô chú ơi. Thì hôm nay chị sẽ thay mặt cho ba Tâm nấu một nồi bánh canh tép thịt bằm để mà gửi tặng cho bà con nha. Đó, thì hôm nay là nồi bánh canh gồm có là tép nè, nguyên liệu chính, thịt bằm. Đây, thịt đó mình đã bằm sẵn rồi cả nhà ơi. Rồi để đây chút xíu nữa mình ướp, mình sẽ thử sao nha. Giá lại thêm có một mớ củ cà rốt nè, nấm bào ngư nhà chồng. Đó, thì hôm nay rất là vui luôn. Bận. Trước hết thì con sẽ cảm ơn ba Tâm rất là nhiều nha. Hôm nay ba Tâm đã có lọc ăn bữa rồi. Chúc ba Tâm có nhiều sức khỏe luôn, lúc nào cũng vui vẻ. Bà ba thì đang nhồi bột. Cái phần bột này là bột gạo nhồi chung với bún để mà làm cặp bánh canh. Hôm nay là bánh canh sắt, với lại thêm một ít ngò gai với hành lá nữa cho nó thơm. Hôm nay nhà bà hai lại đông vui. Sẵn tiện đây là cũng nhân ngày 8 tháng 3 cũng kính chúc cho mấy thím, nhất trước hết là bà hai nè, bà út nè, với lại mấy bác mấy thím đồ có một ngày 8 tháng 3 là thật là vui vẻ luôn. Cái này là hình như là món quà của bá Tâm gửi tặng. Vui vẻ mà chưa có đủ đâu, phải có quà nữa. Là phân lát ngựng tô bánh canh. Bà út lát ngựng tô bánh canh là bông hồng quà, bông hồng rồi phải không? Rồi hồi nãy phải thái bông ăn rồi, thái bông nè, xuống ngay xong thái bông lục bình rồi. Ơi bà út có mấy cái bông trà kìa, bà út này bông trà không được bằng 8 tháng 3 mà không có bông trà. Mà tính tao luôn, tao luôn bằng thợ người đưa bông trà 8 tháng 3 là bông trà có gì bánh cuốn bánh cắp ăn bánh bột đó không được mày, vụ đó không ổn. Bông trà bông trà có tặng đi nó chuối nữa đó trời, bông trà nói vậy cho giỡn cho vui thôi nha cả nhà ơi. Bây giờ chị sẽ đổ nước sôi vô để nồi tép ba nhồi bột. Bình xe 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 rồi đây nóng nghe ba. Hôm nay mình không có làm bột xay cho nên mình mua bột gạo mình nhồi chung với bún cho nó dai. Nó bại quá coi cối kìa, mua cho bà út ba xay, có ngâm gạo chỗ ba xay bà hai xay á. Cái gì? Cái cối. Cái cối. Nói không làm gạo đi, ngâm đi cho bà út có xay. Rồi bớt đi. Có cối kìa mà. Sao con cối này không biết đi làm cái này quá. Sao bưng đi lên miếng. Bà hai xay kìa, bà hai xay. Bà hai xay mới ngon. Đốt xay không có ngon. Đốt xay không có ngon. Làm ngỗng mấy nồi bà. Một bà. Khi mình nhồi chung với bún á thì bún phải trụng qua nước sôi để cho nó nóng. Mình nóng nó mềm, nhồi nó mau ra. Mềm nó nâu có bị ốc trâu. Đúng rồi nó. Vậy là mình trụng bún để nguội cũng không nhồi được luôn hả bà? Không. Nóng nóng. Nóng nóng. Nóng mềm dễ nghe. Rồi con kế vậy. Mềm nó nguội lạnh. Ôi da. Ở trên này là nghề của thím ba cả nhà ơi. Bởi vậy lên ha, chạy kiếp vô kiếm thím ba. Kiếm cho nó lên bắp lên chuột không chịu. Ra đường nó kêu mà anh không á, thấy cô bắp bự quá. Kêu bằng anh ba. Ba. Cái tay nó là anh. Chết nó nghe mềm rồi. Mềm hết ha. Hàng chi hồi đó tới giờ con đâu có biết cái vụ nhồi bún này mình sao nhìn mình á, mình nhồi một hồi lâu lắm nó trong nửa cọng bánh canh hay còn sắt đưa nó coi nó trong dạ trong ra mấy cái lọc lọc vậy. Con nào giờ con bữa nay cái mình cho bây giờ mình ăn phải không, nữa nào mình nấu một nồi lâu lâu mình bị khoảnh dạ bị khoảnh với bột gạo cũng được chưa đứng quay trời ơi thử cái tay coi. Rồi, bắt năm thì bằng tép cả nhà ơi.
chút nữa mình hồ thả vô nồi bánh canh nha. Hôm nay là nồi bánh canh này rất là đặc sắc luôn. Cảm ơn Tâm nghe. Tuần lễ anh Tâm cho nồi này nồi kia hoài phải. Ừ, phải ăn sớm lại ăn thiệt lần nhắm nhau nhiều chuyện nữa, thấy không? Vậy đó, nhà bà Hai mới xôn xao mới vui á. Để không thôi bà Hai nằm cho con của mình nên nè. Cái gì? Nằm ở đau quá mày. Có vậy nằm là đau đó. Nằm không ai đau lên cái hỏi ngủ hả? Đau ngủ nhắm mắt bị đau gì đó. Hai con mắt thì nhắm chứ nói là không có ngủ. Vậy chứ mày vô mày ăn cắp tiền mới được không? Vậy chú hãy cho ăn thiệt quà đi, nữa về đây làm mai cho người. Đừng có bà chị hả? Quá chị quá đẹp gái luôn. Sớm giờ bên đây gì có bắt cái nồi nước lên nè cả nhà ơi. Để chút xíu nữa sắc bánh canh thả vô luôn nha. À đó. À, chắc này nó sôi nhiều dữ lắm rồi. À, bây giờ đó là dì sẽ cho cái phần thịt bằm vô trước. Tại vì thịt bằm này á, mình thả vô á, mình nghiền nhuyễn ra, mình múc cho nó đều. Quậy lên cho nó ra. Cái này mình cũng đã ướp sẵn hết rồi nghe cả nhà. Trời. Dạ. Mình nghiền ra cho nó múc là tô nào cũng có hết để mình dích cục sao lại cái người sao cái không có thịt. Trời ơi cái nồi bánh canh này chắc xỉu với nó quá ba ơi. Hai tô luôn, đăng ký hai tô luôn. Nghe nghe thím ba nói cũng nghe thím sáng giờ á, sáng giờ nghe thím ba nói đau lòng lắm cả nhà ơi. À, tao đợi mày, tao nhịn đói sáng giờ, tao đợi mày lên là tao ăn bánh canh bả vậy. Giờ là cho thím ba hai tô luôn bả vậy. Hôm nay là quà của 8 tháng 3 của ba Tâm gửi tặng cho phụ nữ, là phụ nam hôm nay là nghỉ ăn phải không? Vậy hả? À, vậy là bà khiếu nại ông bầu kìa. Bữa nay là phải bắt ông bầu nấu mới đúng. Mới nãy nấu con cầu một khóc lóc nãy giờ. À vậy, khóc la sùm hết hả chính? Tép nãy giờ bác Năm với bác Út bầm xong rồi đó cả nhà ơi. Bây giờ bác Năm sẽ ướp luôn nha. Ướp vô chút xíu bột ngọt đi. Để chút về chút về bánh canh cho nên ơi. Bữa tí nó về bạn ăn đi chơi qua lâu là hết chứ chị. Đã múc đường hết rồi. Tiêu nhiều, cái này là không thiếu tiêu à, cái món này là phải có tiêu thành tiêu nhiều hơn cái thơm. Sao chưa sôi cái này để tiêu nhiều cho nó cay ăn cái nó ra một hơn. Cái này là giải cảm, cảm đó. Ờ, ăn này, ăn này là giải cảm bệnh cảm luôn. Đường chóc mắt chóc mắt gì có nghe một tiêu á. Có tiêu vô là nhảy mũi à. Thứ ba lăn rồi bây giờ mình sẽ sắt nha cả nhà. Đây là cái phần bánh canh này. Cây cung này á là của ông nội nè, kỷ niệm của ông nội để lại nè cả nhà. Ông nội làm cái cung rất là đẹp luôn. Vừa bóng mới vừa bóng lớn nữa. Cái nào mắc không? Dễ gì giữ kỹ lắm. Đẹp quá họ tăng cấp á. Vậy là mắc cái cung này là hiếm ba chứ không ai ba. Gì lên tiếng người lên tiếng vậy đó không có lấy, còn mấy người mà nghìn mới lấy hết á, người làm thân mới dễ lấy á. Rồi cái này của ai làm, cái này ai làm không đẹp đó là của bác ba làm. Vậy là mình sắc bánh canh chín rồi mình mới thả tép vô ha không? Ừ. Này là không đi mình ở nhà.
đang xấu mà cắt đẹp mới hay. Nãy giờ thơm thịt đã thịt vô thơm phức chứ nào bánh canh. Ba sắc đi con lăn đấy ba. Sao à, sợ lửa hả? Sắc đi con lăn. Bánh canh sắc xong rồi cả nhà ơi, bây giờ bác cháu thả tép vô nha. Đó, thì dít miếng cục nhỏ nhỏ vậy đó. Trời ơi, nó thơm hực cái nồi bánh canh luôn đó, mấy cha ơi. Tép đưa vô cái cục đỏ như nè. Bây giờ cái này là cũng múc là hên xui chứ cũng không lựa được đâu bác Năm ơi. Ai dính được thì ăn. Dính gần hai ba cục người cũng có. Chứ giờ này lựa chắc tới không biết tới chừng nào mới xong. Mình dít cục nhỏ nhỏ như đi. Nhỏ đây chân rồi có rồi. Đó. Nè, bắt đầu tép nó nổi lên rồi nè. Nổi lên đỏ ngon rồi đó. Nó chín là tự nổi lên nè. Ôm mền, giữ mền ôm sữa. Giữ lắm cái nồi bánh canh rồi cả nhà ơi. Chiếc này ba thèm mà con chảy nước miếng không à. Ở bển bà Tâm thèm gì là điện gì là bên đây là nấu vậy đó đó. Gì hả? Chị giá chống thèm hoài. Món nào cũng thèm hết luôn. Ôi ôi. Vô đó bự quá ta. Nó nở. Ừ, bự dữ hả chị? Mình dít nhỏ thôi nó bự dữ. Vậy dít nhỏ lại. Mẹ dít miếng gì nè xong mà bự dữ. Vô nở. Giác này tép nở lên trên này nè. Hấp dẫn. Thả tép xong cái mình cho nấm với củ cà rốt vô luôn. Ôi ôi, ngon vậy, giác này tép nổi lên linh phình hết trơn à cả nhà. Thịt với bánh canh thì nó chìm dưới á. Nó mới đó nè, nó nổi lên. Rồi mình nêm nếm luôn rồi ba ơi. Hồi nó nặng nó cũng mới lên. Nêm. Đường. Cho xíu muối. Bột ngọt không? Để tí thôi, để nhiều không hết béo. Đây. Ngọt ít thôi. Sao? Nhiều không mắc một béo. Rồi. Củ cà rốt. Nãy đi không mới đỏ đó. Nãy là vô để vô nó đẹp thêm nữa. Hết luôn. Về bể nổ đi con. Nấm bào ngư. Hey, bác Năm nói lỏng kìa bác Năm. Bác nói lỏng này. Con đưa vô một cái là đặc sệt luôn. Ngon quá. Nước cốt dảo để vô luôn ha bác Ma. Cho nước cốt dảo, còn nước cốt đặc thì chút xíu nữa mình để mình trang trên lớp mặt cho nó ngon. Đẩy xuống lưng cái này đầy 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 ha. Đầy rồi đó. Cái này còn nổi thì dễ bứt lên tôm miếng vậy. Bột. Quẹo bên đây, quẹo bên kia hoài. Rồi xong rồi đó cả nhà ơi. À, mình chỉ cho chín độ nữa là mình ăn được rồi đó. Nước canh nước cốt liền. Ngon quá. Cái này là quậy không bể luôn. Bà ba nhồi bột mà, ừ. Phải biết chứ. Mình ngồi lực ngồi mà đó, đem đi.
Lò bánh canh đã hoàn thành xong rồi cả nhà ơi. Đây, nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Tép thì nó nổi lên trên, phần dưới thì thịt với bánh canh với cà rốt. Quá trời luôn, thêm nấm bào ngư nữa, nó rất là ngọt luôn á cả nhà. Bây giờ á, nấu xong rồi, giờ dì sẽ múc thím ba nè, bác năm, bác chín đồ ăn trước. Giờ này á, trưa cũng chưa có ai đến hết trơn á. Giờ mình cực khổ mình ăn trước nè cả nhà. Rồi, con cũng mời ba Tâm thưởng thức cái nồi bánh canh với bà con luôn nha. Này, giờ con múc ít ít thôi nha, rồi ai thêm thì múc thêm nữa nha. Để nhiều quá ăn không hết. Hai cục tép, chan xíu nước cốt lên. Sáng kêu ông múc mình không ăn múc giờ phải rồi. Tiêu hên bắt chín hên. Đi bó gạo về 10 giờ bà. Ngò gí với hành. Đây, bữa nằm chạy bàn chưa. Đây. Bữa nay là cho ăn thoải mái nha, ai ăn được nhiêu cứ ăn. Dạ. Ăn bánh canh đi học nha. Về con lại ăn trước thì đi học. Rồi đây. Mày cô. Mày cô đổ chén cái gì? Chén gót cái gì? Cái gì mà gót vô trong đó luôn hả? Ừ. Ăn lớp từ thì gót riêng. Bây giờ nó mới ngon. Có tiêu lên thì nó mới ngon. Bánh canh nó lóng ở dưới không cả nhà. Bà ba thích ăn ớt. Ăn đi rồi hả, đi học nha. Có tô sẵn thì ăn tô ngoài này luôn đi. Đâu có cay, đâu có thơm, đâu có cay đâu. Rồi, đây, bác Năm. Đủ chưa bác Năm ơi? Tô nữa. Tô nữa hả? Rồi, vô ngồi bà Út bà chính thương. Vô thưởng thức cho ý kiến rồi hôm nay nấu cái nồi bánh canh như thế nào. Bác Năm ơi, quan bánh canh nè bác Năm ơi. Canh tép thịt bằm, tép thịt bằm. Quá hấp dẫn. Cái này là mình nên con làm được rồi. Nay là cho bà ba thưởng thức trước đó. Dạ nhín. Bà cầm ơi, bánh cầm luôn. Nói nha. Nghe nội không? Không nên phải gạt vô chị hai đứa cục kìa. Cái gì? Ai nấu mà ngon quá. Canh cô hai ơi. Con nói là hên xui nghe, con không có ngồi mà vớt lựa. Nãy giờ bà Năm bà bầm muốn chết. Vậy. Rồi, chúc sáng ngon miệng. Dạ, hôm nay là quà của ba Tâm mừng 8 tháng 3. Chúc mấy cô vui vẻ. Dạ dạ. Dạ được chị. Dạ. Chị sửng bọc. Cái bà đặng đó. Rồi. Bác Năm ăn đi bác Năm. Ủa này, ủa tự nhiên cái con lấy cái tô nhà con múc à. Sớt quá. Ờ vậy cũng được nữa. Cảm ơn. Rồi chúc bà ba ngon miệng luôn.
Đi học mới về đó hả gì? Đô. Ai cái đó nó ta ăn rồi nó lo ba bà nó mời nó. Bởi vậy. Chị chờ em chút nha chị. Giấc này nghỉ trưa cho chị. Vô mát là đứng chị. Vô mát đi. Để nắng. Nè Đô ơi. Không để tiêu. Không để tiêu hả? Vậy cô hai trước đi. Ồ, cảm ơn nha. Dạ, chúc cô hai ngon miệng luôn. Của Đô không để tiêu. Ngon ha. Bà ba mấy tô bà ba? Bữa nay là con cho bà ba. Chết rồi. Xớt lại. Quen tay. Tiêu này không có cay. Mấy tô rồi. Hai tô rồi đó. Đi lẫn tô mẫu à? Đi lẫn tô à? Nhiều lắm rồi. Chị ở đây ăn cho hai tô. Quá rồi giá bà ơi. Ủa còn à, còn cứ được nữa sao? À, đây, cho chị gửi. Cảm ơn. Rồi, chúc ngon miệng luôn nha. Vì sẽ múc cho chị. Vậy là cho em gửi luôn cho chị Ó với bà Út luôn nha chị. Ô bà sao? Có cho ăn thử ngon ngon không? Tho thử luôn, ngồi tại chỗ. Ngồi đây đi, quay có mình trong đó. Hình trời, ngồi đây. Ừ, để ở ngoài nó có quay của ta. Không có, tại bà Sáu thấy viền mặt không có kẹp cho nên bà Sáu đặt xuống đây ngồi. Ngồi làm tiếp làm gì vậy? Bột bọc. Ngồi xuống là có việc làm liền luôn đó, thấy chưa? Chứ không có đâu trời. Đừng gì bọc nào nữa. Dạ, đừng cho bọc này qua sẵn. Đừng bọc không tốt không? Đừng hai ba bọc nữa. Này có ai nữa? Cho chị nữa hả? Ba bọc. Cho chị Ó một bọc. Chưa chưa. Hôm nay quà 8 tháng 3 nha bà Sáu. Rồi, cho người năm phân vàng đây ông Tết. Người năm phân vàng để Tết nha. Hồi xuống cái đầu cái lên làm tô nữa. Tô đi ba. Thôi, tô một nơi đó. Lấy tô rồi chăn cái nữa. Trời. Đi tôi mày ghét nữa kìa. Ghét lại ba đi. Mua của con Hiếu hết chục ký bát rồi đây đủ rồi phải không? Rồi chúc chị ngon miệng luôn nha chị. Năm gà. Không mua thì. Đây cho con gửi luôn bác Năm ơi. Dạ. Chúc bác Năm ngon miệng luôn. Đâu? Ngồi tô. Nè cái đâu đi. Ta đưa cái dĩa người ta bưng về. Dạ được. Bữa nay là cho ngày đặc biệt cho ăn thoải mái. Ủa đáng lẽ là bác Năm không được ăn á. Ừ. Quên ha. Nói hồi đem bắt đầu đây giờ đem lại trả bây giờ. Không có nóng không có nóng. Nè bố Thao cho gao vô. Cho tí nó cốt chưa? Rồi, tôi nó cốt rồi. Em vừa ngồi đó đi. Đây. Đây, cảm ơn. Dạ, chúc cô thơm ngon miệng. Dành tô chuột đó coi. Đây, dành tô chuột nè, cho tô chuột tới rồi nè. Lấy tô chuột không? Lấy dùng nhiều nữa coi. Lấy nấu rồi đi về nè, mẹ về đi có hòa, lấy nấu đi. Đó, tô chuột kìa. Đó, nấu rồi đó. Về lấy nấu đi con. Đó, nấu rồi. Con gửi ba Tư. Ba Tư, cảm ơn. Dạ, chúc ba Tư ngon miệng luôn. Ủa chú có mình nên chú à hả? Mấy chú kia chưa ai ra sao? Có ngoài dưới á. Dạ không cho bà ăn. Con ăn.
Tưởng đâu đem gì cho vợ. Cho vợ thì cho, còn cho con khỏi hết bà. Rồi, gửi có thể chứ có thể ngon miệng luôn. Bữa nay là không ai, đàn ông không ai dám đụng bà được ha. Không ai dám đụng rồi đó. Đây là giới đàng hoàng nha. Nó có chú nào ăn lên lấy giùm con nha chú. Không, chú nhóc còn không gì lên thôi. Dạ. Lên thôi. Đó là trưa này đói nè, món canh này ngon nè. Rồi cho con gửi chú luôn. Cảm ơn hết nha. Dạ, chúc chú ngon miệng. Rồi. Ai bà Út hả? À, bà Út bà muốn bệnh á, bởi vì bà không dám ăn nước cốt. Đây cho chị gửi luôn em ơi. Rồi chúc em ngon miệng luôn nha. Đây tiếp viên bưng. Rồi chúc cô ngon miệng nha. Ăn no rồi đi bán tiếp tục cô ơi. Nhìn đòi bánh canh thấy hẻm quá. Bữa nay phục vụ bà ba là hết mình luôn nè. Phục vụ bà ba hết mình đó, nằm đi. Mới xuống tới cổng họng mà chưa tới bao tử à bà. Tới đường ruột nữa nó mới hết. Dạ chúc bà Sáu ngon miệng luôn. Sáu, con ăn tô nè, con múc nè. Nam ơi, cứ canh đi Nam ơi. 5 tỷ ăn canh nè. 5 tỷ chị. Cảm ơn nghe. Ngon miệng Sáu ơi. Thưởng thức rồi, cho con ý kiến rồi. Chúng ba làm rồi. Để cho nó xuống cái đường ruột, cái đi quốc tô nữa. Sáng giờ chưa ăn cơm. Làm anh. Ngồi đi chú đẹp. Nè. Rồi cái muỗng bên đó đó chú đẹp. Muỗng bên đây này chú đẹp. Này là khách lại lai gai à cả nhà ơi. Nửa nồi rồi. Hơn nửa nồi rồi. Hơn phân nửa rồi. Chưa. Về. Mới đi cắt rau về hôm nay. Bánh phồng. Bánh phồng mà hai đem phơi. Nóng phồng nó xẹp luôn. Này nướng phồng hả? Dạ. Bộ Út đồ về chưa hôm nay? Chưa. Chưa nữa hả? Ồ núm rồi xong rồi. Dạ. Rồi cho con gửi. Rồi thím cảm ơn. Dạ chúc thím ngon miệng luôn. Rồi. Nãy đi lên chạy rồi cái dù cái kêu không kịp. Chạy đắng không kịp. Rồi cho em gửi luôn. Rồi. Luôn. Dạ. Con kêu mấy ổng ơi lên không? Dạ thì có chú nào ăn hay lên kêu lên lấy ăn giùm. Rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Hải đồ nè, Trần ơi ăn tô đi. Ở đó mà ngại ngùng nữa. Nhắm mắt lại nè. Mắt lên. Ghế.
Rồi cho kéo qua giùm luôn rồi chị ơi chị. Này mấy chú lò sấy đó cả nhà. Bánh canh nè con. Bánh canh nè con. Rồi. Rồi rồi. Chờ chị chút. Tám tháng ba là hôm nay là được quýnh phụ nam. Ít hay ha. Bữa nay là phải đi chuông chứ nha. Cái gì? Không được quýnh không? Này là phụ nam dành với đá là không được quýnh đúng không? Đạp luôn rồi. Bữa nay vợ phụ nam là phụ nữ là ở trong ngâm đó. Đây, cho chị ở chí rồi. Để đạp anh xuống không? Thấy là 6 giờ thấy không ở không nổi rồi chú Hải. Mở không mắt ra đi, mắt tiêu rồi. Bốn đỡ luôn chứ nay không gặp mặn. Ở đi mặn gì? Rồi đi bánh canh nè con. Bánh canh nè Long. Bốn giờ đi mẹ nó rồi. Đi mặn gì? Nãy cho nè. Vợ nhà cũng thôi. Gì? Không bỏ quá rồi chứ không. Nãy 4 giờ là vậy. Mắt có lý sợ. Rồi đây cho chị gửi em. Chúc ngon miệng luôn nha. Ngày chưa no kêu thêm nha. Có chú nào muốn ăn thêm cứ việc kêu nha. Hôm nay là thoải mái. Ăn bánh canh chú ơi. Không có kìa. Vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây. Ngồi tại đây luôn. Ghế đồ có sẵn luôn. Vô luôn mấy chú. Nè có ghế nè, nè. Cho mẹ mày nè. Rồi đây. Rồi đây cho con gửi luôn chú. Có muỗng ở bên đó đó chú lấy giùm con. Có nước mắm ớt đó là có lạc thì trang thêm. Bánh canh em có rồi đứng đi để chị xíu rồi cho con gửi luôn cá chú. Gia ca giáp buổi nào? Dạ cho anh xíu. Ờ, ở đây có bị lửa nào đây. Xíu anh trả đi. Chiều nay không có học hả Nhân? Dạ, bữa nay nghỉ. Không vậy hả? Thầy cô đi lễ. Thầy cô đi lễ hả? Nay thầy cô cũng đi lễ nữa hả? Tặng cho cô đi. Khoảng thêm không? Không không. Nói chơi tô này là thấy no rồi chú. Rồi đây cho gửi nha, chúc ngon miệng luôn nha. Dạ. Dạ. Chú đang ghé bánh canh nè chú ơi. Ghé bánh canh chú ơi. Lấy bánh canh nè con. Hai rồi ăn rồi. Tôi đi ra rồi hết rồi. Bọc hả chú? Bọc. Rồi đây cho chị gửi bánh ngọt em. Bây giờ không ăn rồi, chứ giờ chưa ăn hả? Chú mà ngủ quá, sầm thàm quá, ngồi lo ăn đi. Ăn nữa không muốn cho tô nữa cả. Dĩ dở thương nhiều, có gì đâu. Ở gì?
Chứ nếu mà con là con mừng lắm đó nha. Đem về là mừng lắm đó. Ăn xin về chú vợ con mình ăn. Rồi đây cho chị gửi cái nè em ơi. Dạ. Đâu mập. Chứ mà bay còn nhóc cho mà bay. Đâu đi về rồi. Đây đang quay đầu lại á. Bánh canh chú ơi. Ngồi ăn ha, xin về. Bọc bọc. Mắc cỡ mấy hai cái tô đó. Phải mà không mắc cỡ là còn rồi. Xíu nữa nó nhai cái tô luôn rồi, nó mắc cỡ. Chú cho con gửi. Dạ chúc chú ngon miệng luôn. Ăn quà tét đi chưa? Có liếm luôn cái tô mà làm mắc cỡ. Chóng lạp tô nó đi. Lấy luôn cái đồ đó là bà cả. Dạ. Để đi con dẹp chú. Để đi con dẹp. Dạ ha. Rồi con gửi chú. Dạ chúc chú ngon miệng luôn. Còn mấy tô nữa cả nhà ơi. Cha cũng mới vừa về tới nè. Bây giờ dì sẽ múc cho cha một tô. Hai đứa. Miêu, ủa con Nhí với con Dương hả cha? Dương. Người ta hỏi sao ông Nguyện không có. Ở đâu mà hoài luôn. Nè cha. Hôm nay ba Tâm gửi tặng đó. Hôm nay anh yêu. Mẹ con múc tô mẹ ăn luôn nha. Con một tô nữa. Rồi ông Hoàng tô nữa là hết luôn rồi. Canh gì vậy? Bánh canh tép với thịt bằm. Dạ. Nhí vô bả không chịu vô ăn. Bà vậy Nhí có tép Nhí đâu vô ăn được đâu. Rồi cả nhà ăn bánh canh. Bánh canh anh ba ơi. Hôm nay là bánh canh thịt bằm, tép bằm rất là ngon luôn đó cả nhà. Cha mới vừa mời tới nhà nghe. Mà thưởng thức được tô bánh canh này đã luôn. Đấy, thôi bây giờ là dì cũng xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Một lần nữa thì cảm ơn ba Tâm rất là nhiều luôn. Chúc ba có thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ hết. Dì cũng cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng quan tâm và theo dõi video. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye, bye.